Hoàng thị Kiều Trinh nói gì khi trở thành hoa khôi bóng truyền Việt Nam? Thưa quý vị, Hoàng thị Kiều Trinh được giới chuyên môn đánh giá là đối truyền xuất sắc nhất của làng bóng truyền nữ Việt Nam ở hiện tại. Bên cạnh tài năng chơi bóng, tuyển thủ sinh năm 2001 còn sở hữu nhan sắc vô cùng xinh đẹp. Cô luôn là tâm điểm được người hâm mộ chú ý mỗi khi xuất hiện ở trên sân đấu lẫn cuộc sống đời thường. Đáng chú ý, cuối tháng 8 vừa qua, cô gái 22 tuổi còn nhận được danh hiệu hoa khôi bóng truyền VTV Cup 2023. Chia sẻ về danh hiệu này, Kiều Trinh ngại ngùng nói, tôi bất ngờ với danh hiệu này. Mỗi khi ra thi đấu, chưa bao giờ mình nghĩ lại được mọi người chú ý như vậy, vì với mình trên hết vẫn là chuyên môn. Tôi thật sự vui khi được bầu chọn là hoa khôi. Với tôi, đó là một danh hiệu có ý nghĩa về tinh thần. Thực tế, cầu thủ bóng chuyền hay vận động viên thể thao dành phần lớn thời gian cho tập luyện, thi đấu nên chúng tôi không có nhiều thời gian chăm chút cho bản thân như các bạn nữ cùng trang lứa, nhưng danh hiệu là một nguồn động viên tinh thần lớn. Sở hữu chiều cao 1m77, chuyên môn tốt, cùng gương mặt khả ái, Hoàng thị Kiều Trinh đang nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo người hâm mộ.